Khánh Ngọc xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị thân mến, có trên 80% phụ nữ trưởng thành có ít nhất một lần giả vờ lên đỉnh khi ân ái với đàn ông. Và trong đó có quá một nửa phụ nữ thường xuyên phải giả vờ đạt đỉnh, mặc dù là họ la hét rên rỉ trên giường. Chỉ vài cái âm thanh đơn giản như thế mà phụ nữ có thể đánh lừa được đàn ông. Vấn đề ở đây là hiện nay hầu hết đàn ông đều không quan tâm đến chuyện đó. Không cần biết là người phụ nữ, người bạn tình sướng hay đau, mà chỉ cần bản thân mình thấy thoải mái là được. Đó là tính ích kỷ của rất nhiều đàn ông. Nhưng hậu quả nó không đơn giản là như vậy. Về lâu dài, phụ nữ giả vờ quá nhiều và trở thành một cái thói quen ở trên giường, thì hôn nhân và tình yêu sẽ trở thành báo động đỏ. Phụ nữ về cơ bản ai cũng muốn có được khoái cảm tình dục, nhưng lại có rất nhiều yếu tố khiến cho họ không thể đạt được. Trong đó có vấn đề về thể chất, về tinh thần, về quan niệm đạo đức, văn hóa và những rào cản khác như bệnh tật. Đặc biệt là có một số bộ phận nữ giới khác không vướng mắc về những rào cản trên, nhưng họ vẫn không có được khoái cảm khi ân ái. Vì sao lại như vậy? Thì vấn đề ở đây chính là bản thân người đàn ông. Nhiều người đàn ông có vợ nhưng chưa đủ mà vẫn lén lút ra ngoài để bóc bánh trả tiền. Gặp một cô gái bán dâm dẫn vào nhà nghỉ. Thấy cô gái ấy rên rỉ, kêu gào như bò giống thì đàn ông vỗ ngực tự tin là mình rất giỏi chuyện chăn gối. Nhưng họ đâu biết rằng 100% những cô gái bán vốn tự có đều không bao giờ có khoái cảm tình dục. Cực khoái ở phụ nữ là một loại hưng phấn tâm lý và sinh lý mà phụ nữ trải qua trong quá trình làm tình. Nó thường đi kèm với những cơn co thắt nhịp nhàng, mạnh mẽ bên trong. Toàn thân nóng bừng, đổ mồ hôi và thậm chí là mất ý thức tạm thời. Ở một số phụ nữ mà lâu ngày không quan hệ, nếu đạt cực khoái thì toàn thân đổ mồ hôi, cơ sản trậu co rút, cơ bắp thì co rút và cơ thể thì run rẩy và đầu óc thì trống rỗng. Chẳng hạn ý, ở một số phụ nữ độc thân vào một ngày đẹp trời làm tình và cực khoái với một người đàn ông ấy thì tâm lý cực kỳ phấn khích và sẽ có biểu hiện như Khánh Ngọc vừa nêu. Và toàn bộ cái quá trình đạt được cực khoái ở phụ nữ thì vai trò của người đàn ông là xuyên suốt là chủ đạo. Niềm vui mà đàn ông có được khi giúp phụ nữ đạt được cao trào quan hệ tình dục không chỉ giới hạn ở mặt thể xác mà còn xuất phát từ khía cạnh tinh thần. Chỉ sau khi đưa phụ nữ đạt đến cao trào tình dục thì đàn ông mới thực sự cảm thấy mình đã trở thành một người đàn ông thực sự và tự hào về cái điều đó. Còn đối với một người phụ nữ mang lại cho anh ta niềm hạnh phúc và sự tự tin như vậy, đàn ông đương nhiên sẽ yêu và mê cô ấy. Tuy nhiên thì để khiến các cô gái đạt cực khoái không phải là chuyện đơn giản đối với những chàng trai trẻ khỏe. Vì thiếu kinh nghiệm và nhạy cảm nên rất khó nắm bắt cơ hội để phụ nữ có được cái cảm giác khoái cảm tình dục cao nhất. Và khi đàn ông đã ngoài 40 tuổi, bạn đã có đủ kinh nghiệm và kỹ năng tình dục thì thể lực lại không còn tốt như trước, thậm chí là còn mắc các cái bệnh hữu cơ nên khó có được đời sống chăn gối thoải mái. Vì vậy, nhiều đàn ông thường mất hứng thú với đời sống chăn gối trước khi phụ nữ bước vào giai đoạn hưng phấn và tự do tình dục cao nhất trong cuộc đời, tức là từ 35 cho đến 40 tuổi. Vậy thì khi còn trẻ khỏe, đàn ông phải làm gì để không khiến cho phụ nữ thất vọng? Để cho dù là cô ấy có muốn giả vờ sung sướng cũng không giả vờ được. Do đó, trước hết thì đàn ông phải tăng cường tích lũy kinh nghiệm tình dục cho phụ nữ. Hầu hết thì các cặp vợ chồng lấy nhau đều không làm cái điều này. Nghĩa là chồng và vợ chỉ ngầm hiểu nhau là anh ấy đã biết hết, cô ấy cũng đã biết hết, nên hai người không bao giờ có cái việc là trao đổi hay là chia sẻ với nhau về kinh nghiệm chăn gối. Không hỏi nhau xem là bạn thì thích gì, ví dụ như là thích khoảng thời gian nào, thích tư thế nào, vân vân, đúng không ạ?
Tất cả những cái bí mật của nhau, kiến thức liên quan thì cần được phải tích lũy và chia sẻ. Quá trình tích lũy kinh nghiệm chăn gối sẽ là một bước đệm quan trọng cho phụ nữ được thực sự là bước chân vào cái đời sống vợ chồng. Thứ hai, đó là tăng cường màn dạo đầu hai chiều. Có một cái thực tế đó là hiện nay các cặp vợ chồng thường thực hiện màn dạo đầu một chiều. Ví dụ là người chồng kích thích cho người vợ hoặc là ngược lại mà không có cái sự kích thích cho nhau. Việc dạo đầu cho nhau là một cái yếu tố quan trọng dẫn tới sự hưng phấn khi mà ân ái. Người đàn ông chỉ kích thích cho người vợ mà người vợ cũng cần phải làm cái điều tương tự cho người chồng. Việc mà cả hai có những cái động tác kích thích cho nhau sẽ tăng cường sự trao đổi về mặt tình cảm, dẫn đến thay đổi về mặt cảm xúc. Màn dạo đầu đủ chất lượng, đủ thời lượng thì chắc chắn phụ nữ sẽ đạt được cao trào. Khi phụ nữ đạt cao trào thì đàn ông không thể không đạt được. Vì cơ bản là đàn ông đạt được cực khoái dễ dàng hơn phụ nữ. Thứ ba, đó là hãy cùng xem phim tình cảm người lớn với nhau. Phim nhạy cảm không tốt cho đời sống tình dục. Thực tế, nếu như mà con người quá đam mê và thực hành một cách máy móc, nhưng nó lại có tác dụng kích thích hưng phấn nhanh chóng cho các cặp đôi khi mà họ cần một cái chất xúc tác để lên giường cùng nhau. Có nhiều người phụ nữ dị ứng với những video người lớn và theo nghiên cứu ấy, thì hầu hết những phụ nữ này không bao giờ có đời sống chăn gối viên mãn. Thực ra ấy, cái việc mà xem phim nhạy cảm cũng là một cách để mà tích lũy kiến thức và quan trọng nhất đó là nó giúp cho phụ nữ thoát ra khỏi mặc cảm, phá vỡ cái rào cản về mặt quan niệm đạo đức, tôn giáo. Khi phụ nữ rũ bỏ được những cái mặc cảm này thì cực khoái đến với họ dễ dàng hơn nhiều. Thứ tư, đó là cần có sự hỗ trợ của công cụ đồ chơi người lớn. Đối với nhiều phụ nữ khó đạt được cao trào thì một người đàn ông với kỹ năng ít ỏi là chưa đủ. Đôi khi không phải tâm lý mà phụ nữ gặp những cái vấn đề về sinh lý, thể chất. Do đó, việc có mặt của một số dụng cụ đồ chơi người lớn trên giường cũng là một cái giải pháp không tồi để giúp cho phụ nữ đạt được cao trào tốt hơn. Và về cái điều này thì đàn ông lại thường hay băn khoăn nhiều hơn phụ nữ. Một số người thì sợ rằng khi phụ nữ nghiện và yêu những cái đồ giả này hơn đồ thật. Nhưng thực tế thì lại không phức tạp đến như vậy. Những đồ chơi này chỉ có tác dụng hỗ trợ chứ không thể thay thế một người đàn ông bằng da, bằng thịt và có cảm xúc tình cảm. Thứ năm, đó là phải có tình yêu. Nói điều này thì có vẻ như là hơi thừa, nhưng đúng là cần phải có tình yêu. Khi phụ nữ không có một chút tình cảm nào với đàn ông thì việc quan hệ không bao giờ mang lại cái cảm giác tốt nhất. Một trải nghiệm tình dục hoàn hảo đòi hỏi hai người phải cởi mở với nhau. Khi một cô gái nhận ra mình không yêu người đàn ông hoặc không sẵn sàng phục vụ lẫn nhau, cô ấy sẽ không tập trung hoàn toàn vào cuộc yêu đó và trải nghiệm tình dục sẽ bị hủy hoại. Ngoài ra, muốn người phụ nữ đạt được cao trào thực sự thì đàn ông phải khuyến khích họ tập thể dục, thể thao với những cái bài tập đơn giản được cho là có khả năng kích thích hưng phấn. Ví dụ như là gập bụng hay là squat hay là nâng chân và cầu mông. Những cái bài tập này thì có thể kích thích vùng nhạy cảm một cách hiệu quả ở phụ nữ. Hãy chú ý những cái người mà phụ nữ mà thường xuyên tập thể dục những cái bài này ấy, thì cơ thể họ luôn có những cái ham muốn và khao khát thường trực hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Buổi chia sẻ của Khánh Ngọc ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Tạm biệt và hẹn gặp lại.